Ca Thương, chương 3, sự sửa phạt, ăn năn và hy vọng. Tôi là người đã từng trải nỗi khốn khổ dưới cây gậy thịnh nộ của Ngài. Ngài đã dẫn tôi và đưa tôi đi. Trong tối tăm không một tia sáng, thật suốt ngày Ngài đưa tay hành hạ tôi liên tục. Ngài khiến da thịt tôi hao mòn, xương cốt tôi gãy vụn, bao vây tôi, giam hãm tôi bằng cay đắng nhọc nhằn. Ngài bắt tôi ở chỗ tối tăm như người chết từ bao giờ. Ngài xây tường quanh tôi không sao trốn thoát. Ngài xiềng tôi bằng dây xích nặng, dù tôi kêu la và cầu cứu, Ngài vẫn để ngoài tai lời cầu nguyện của tôi. Ngài lấy đá chặn lối tôi, khiến đường tôi đi khúc khuỷu. Ngài như con gấu rình rập tôi, như sư tử ẩn mình chờ đợi. Ngài khiến tôi lạc đường, xé tôi ra từng mảnh và bỏ tôi bơ vơ. Ngài đã dương cung và dựng tôi lên, làm mục tiêu cho mũi tên của Ngài. Ngài khiến những mũi tên trong bao cắm sâu vào tim tôi. Tôi trở thành trò cười cho dân tôi, là bài vè cho chúng nghêu ngao suốt ngày. Ngài đã cho tôi ngậm đầy cỏ đắng, nuốt ngải cứu chán chê. Ngài mài răng tôi trên sỏi đá, để tôi nằm co ro trong tro bụi. Linh hồn tôi xa cách sự bình an, không còn nhớ phước hạnh là gì. Tôi tự nhủ, sức chịu đựng của ta đã hết, niềm hy vọng nơi Đức Giê-hô-va đã tiêu tan. Xin Chúa nhớ đến nỗi phiền ưu và cảnh đời lưu lạc của con. Chỉ có ngải cứu và mật đắng, con vẫn luôn nhớ đến điều đó. Linh hồn con mòn mỏi trong con, nhưng khi nhớ lại điều đó thì con có niềm hy vọng. Nhờ lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va mà chúng ta không bị tiêu diệt. Lòng thương xót của Ngài không bao giờ dứt. Mỗi buổi sáng, lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn. Sự thành tín Ngài lớn biết bao. Tôi tự nhủ, Đức Giê-hô-va là sản nghiệp tôi, nên tôi hy vọng nơi Ngài. Đức Giê-hô-va nhân từ với những ai trông đợi Ngài, với linh hồn nào tìm kiếm Ngài. Thật tốt cho người yên lặng trông chờ ơn cứu rỗi của Đức Giê-hô-va. Thật tốt cho người nào mang ách lúc còn trẻ, để nó ngồi một mình trong yên lặng. Khi Ngài đã đặt ách trên nó, cứ để miệng nó hôn bụi đất có thể còn hy vọng. Nó cứ đưa má cho người ta vả, chuốc lấy bao sỉ nhục ê chề. Vì Chúa không từ bỏ ai mãi mãi, dù Ngài có làm cho đau buồn, Ngài vẫn thương xót. Theo lòng nhân từ cao cả của Ngài, vì trong thâm tâm Ngài không muốn gây khổ đau hoặc buồn bã cho con cái loài người. Khi người ta giày đạp mọi tù nhân trong xứ để uống công công lý của một người trước mặt đấng chí cao, để gây thiệt hại cho người khi xử kiện, thì Chúa không chấp nhận. Ai ra lệnh cho điều đó xảy ra? Nếu không phải là Chúa đã phán truyền, chẳng lẽ từ miệng đấng chí cao lại ra vừa tai họa lẫn phước lành? Tại sao người đang sống phàn nàn về hình phạt dành cho tội lỗi mình? Chúng ta hãy xem đi xét lại đường lối mình và trở về với Đức Giê-hô-va. Chúng ta hãy đưa tay hướng lòng về Đức Chúa Trời trên trời và thưa: chúng con đã phạm tội và bội nghịch, Ngài đã không tha thứ. Ngài ẩn mình trong thịnh nộ và đuổi theo chúng con, sát hại chúng con chẳng chút xót thương. Ngài ẩn mình trong mây, để không lời cầu nguyện nào thấu đến được. Ngài biến chúng con thành rác rến, thành vật phế thải giữa các dân. Mọi kẻ thù của chúng con đều há miệng rộng chống lại chúng con. Chúng con rơi vào kinh hãi và vực thẳm, hoang tàn và đổ nát. Nước mắt tôi chảy thành suối, vì con gái dân tôi bị tiêu diệt. Nước mắt tôi tuôn chảy triền miên không ngưng nghỉ.
cho đến khi Đức Giê-hô-va từ trời cao đoán xem và nhìn thấy. Mắt tôi khiến linh hồn tôi đau xót vì số phận của các thiếu nữ trong thành. Những kẻ vô cớ thù ghét tôi, săn đuổi tôi như đuổi chim. Họ muốn chôn sống tôi trong hố, rồi ném đá lấp tôi lại. Nước ngập lên đầu tôi nghĩ ta chết mất. Lạy Đức Giê-hô-va, từ hố sâu thăm thẳm, con kêu cầu danh Ngài. Ngài đã nghe tiếng con, xin đừng bịt tai khỏi lời kêu cứu của con. Ngài đã đến bên con khi con kêu cầu Ngài. Ngài đã phán đừng sợ. Lạy Chúa, Ngài đã binh vực lẽ phải cho con, cứu chuộc mạng sống con. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã thấy con bị ức hiếp, xin minh xét cho con. Ngài đã thấy hết ý định trả thù và mọi âm mưu của chúng chống lại con. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã nghe mọi lời sỉ nhục và mọi âm mưu của chúng chống lại con. Miệng của những kẻ nổi lên chống lại con, bàn tính nhau để hại con suốt ngày. Ngài thấy đó khi chúng ngồi, lúc chúng đứng. Con là bài vè cho chúng nghêu ngao. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ báo trả chúng tùy theo việc tay chúng làm. Xin cho lòng chúng cứng cỏi và giáng lời nguyền rủa trên chúng. Trong cơn giận, Ngài truy đuổi và tiêu diệt chúng khỏi bầu trời của Đức Giê-hô-va. Ca Thương chương 4. Những ngày cuối của Jerusalem. Than ôi, vàng đã phai mờ, vàng ròng cũng biến đổi. Những hòn đá thánh nằm rải rác khắp mọi đầu đường góc phố. Các con trai ưu tú của Sion quý giá như vàng ròng, nay bị coi như bình đất do tay thợ gốm làm ra. Ngay cả chó rừng còn đưa vú cho con bú. Nhưng con gái dân tôi lại trở nên hung dữ như đà điểu trong hoang mạc. Lưỡi của trẻ thơ còn bú dính vào vòm họng vì khát. Trẻ con xin bánh nhưng chẳng ai cho. Những người từng nếm cao lương mỹ vị nay bơ vơ ngoài đường phố. Những kẻ lớn lên trong nhung lụa nay ôm đống phân tròn. Tội lỗi con gái dân tôi lớn hơn tội lỗi Sodom, là thành sụp đổ trong phút chốc. Không một bàn tay cứu giúp. Giới quý tộc nó tinh sạch hơn tuyết, trắng hơn sữa, da thịt hồng hào hơn san hô, gương mặt rạng ngời như bích ngọc, nhưng nay mặt đen hơn than. Không ai nhận ra họ trong đường phố, chỉ còn da bọc xương khô đét như khúc gỗ. Những kẻ chết vì gươm còn may mắn hơn người bị chết đói. Họ chết dần, chết mòn trong đau đớn vì thiếu sản vật ngoài đồng. Đôi tay của người mẹ đầy lòng thương xót lại đi nấu thịt của con mình, biến chúng thành thức ăn. Trong lúc con gái dân tôi bị chà đạp, Đức Giê-hô-va đã làm cho hả giận, trút đổ cơn thịnh nộ của Ngài ra. Ngài nhen lửa tại Si-ôn, thiêu rụi cả nền móng nó. Các vua trên đất không tin, muôn dân trên thế gian chẳng ngờ. Kẻ thù và địch quân lại có thể tiến vào các cổng thành Jerusalem. Chính vì tội lỗi của các nhà tiên tri, vì gian ác của các thầy tế lễ, là những kẻ đã làm đổ máu người công chính. Ngay giữa thành, họ đi lang thang ngoài đường phố như người mù, bị máu làm ô uế, đến nỗi không ai dám đụng đến áo quần họ. Người ta kêu lên, tránh ra, đồ ô uế đấy, tránh ra, tránh xa ra, đừng đụng đến. Vì thế họ trốn tránh và lưu lạc đó đây. Dân chúng trong các nước nói, chúng không được trú ngụ ở đây nữa. Chính Đức Giê-hô-va đã phân tán chúng. Ngài không đoán xem chúng nữa. Thầy tế lễ không dám ngẩng mặt lên. Người già cả không được kính mến. Mắt chúng tôi mòn mỏi, vô vọng chờ mong sự cứu giúp.
Từ vọng canh, chúng tôi ngóng đợi, một dân không thể cứu chúng tôi. Người ta dòm ngó bước chân chúng tôi, để chúng tôi không thể đi trên phố. Sự cuối cùng của chúng tôi đã gần, ngày chúng tôi đã hết. Kết cục của chúng tôi đã đến, kẻ đuổi theo chúng tôi nhanh hơn chim đại bàng trên trời cao. Chúng truy đuổi chúng tôi trên các núi, rình rập chúng tôi trong hoang mạc. Người chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va, tức là hơi thở của chúng tôi, đã mắc bẫy chúng. Đó là người mà chúng tôi thường nói: núp dưới bóng người chúng ta sẽ sống giữa các nước. Hỡi con gái Ê-đôm cư ngụ trong đất Úc Sơ, cứ vui mừng hớn hở đi, nhưng chén thịnh nộ cũng sẽ đến tay ngươi. Ngươi cũng sẽ say sưa và trần truồng. Hỡi con gái Si-ôn, hình phạt ngươi đã trọn. Ngài không giữ ngươi ở chốn lưu đày nữa. Nhưng hỡi con gái Ê-đôm, Ngài sẽ trừng phạt ngươi, vạch trần gian ác ngươi. Ca Thương chương 5. Lời cầu xin ơn thương xót của Chúa. Lạy Đức Giê-hô-va, xin nhớ đến những gì đã giáng trên chúng con. Xin đoán xem sự sỉ nhục của chúng con. Sản nghiệp chúng con đã về tay dân ngoại, nhà cửa chúng con thuộc về kẻ xa lạ. Chúng con mồ côi cha, mẹ chúng con thành quá phụ. Chúng con phải trả tiền để có nước uống, phải mua mới có củi chụm. Kẻ đuổi kịp chúng con chặn cổ chúng con. Chúng con mệt nhiều rồi vẫn không được nghỉ. Chúng con ngửa tay xin người Ai Cập và người Assyri để có đủ bánh ăn. Tổ phụ chúng con đã phạm tội và nay đã qua đời. Chúng con phải gánh chịu gian ác của họ. Đám tôi đòi cai trị chúng con, không ai giải cứu chúng con khỏi tay chúng. Chúng con liều mạng để có bánh ăn, bất chấp gươm đao trong hoang mạc. Da thịt chúng con nóng như lò nướng, vì cơn đói thiêu đốt chúng con. Chúng cưỡng hiếp phụ nữ tại Si-ôn và làm nhục các trinh nữ trong các thành Giu-đa. Tay chúng đã treo các thủ lĩnh lên. Chúng cũng không kính trọng người già cả. Kẻ trai tráng buộc phải mang cối xay, còn thiếu niên lão đảo dưới gánh củi. Các trưởng lão đã rời cổng thành, giới thanh niên không còn chê nhạc. Lòng chúng con mất hết niềm vui, cuộc nhảy múa đã đổi thành tan chế. Mão triều thiên rơi khỏi đầu chúng con. Khốn thay cho chúng con vì chúng con phạm tội. Vì thế mà lòng chúng con đau khổ, mắt chúng con mờ đi, vì núi Si-ôn đã trở nên hoang vu, làm nơi cho chuồn cáo lãng vãng. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài trị vì đời đời. Ngôi Ngài tồn tại từ thế hệ này sang thế hệ kia. Sao Ngài quên chúng con mãi mãi, lìa bỏ chúng con lâu ngày như vậy? Lạy Đức Giê-hô-va, xin phục hồi chúng con để chúng con được phục hồi. Xin làm mới lại ngày tháng chúng con như thuở xa xưa. Phải chăng Ngài đã cương quyết từ bỏ chúng con và giận chúng con vô cùng? Thank you.